Hello, xin chào mọi người nhé. Như anh em biết thì mình có nuôi hai con vẹt giống lớp bớt đấy, mình nuôi chúng nó từ bé mà. Thì bây giờ chúng nó cũng khá là to, khá lớn rồi thì mình quyết định là mình mua cho chúng nó một cái lồng khác, một cái lồng to hơn để cho chúng nó ở anh em nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay video cái lồng mà mình mới mua cho chúng nó cho anh em xem. Đấy, chào mừng chú. Đây em nhá. Lúc mình mua thì người ta sẽ tháo những cái miếng ra như này để mình cầm về cho tiện. Bây giờ mình sẽ lắp ráp lại. Đấy. Bây giờ mình sẽ thiết kế cho cái que tọt cho đẹp. Đây, khi mua thì mình được bên chỗ người bán họ cho hai cái thanh như thế này, mà mình sẽ không dùng hai cái thanh như này nữa nhé. Mình sẽ dùng thanh như này. Đấy. Ok anh em, mình đã lắp xong cái lồng. Đấy, thì mình thiết kế cho thêm cái khúc lũa vào trong cái lồng ấy để cho con vẹt lớp bớt kia của mình nó ở anh em nhé. Đấy, kia là con vẹt lớp bớt mà cái lông màu tím này thì nó tên là Bí anh em nhé. Con này là con trống. Đấy, thì đầu tiên thì mình sẽ thả con Bí, con trống này vào trước. Xong rồi khi mà để con Bí, con trống nó quen cái lãnh thổ này của nó, mình sẽ làm cho nó một cái tổ ở phía bên này nữa. Đấy, khi nó quen đây cái lãnh thổ của nó thì mình sẽ cho con ghi con vẹt lớp bớt mái của mình vào để cho chúng nó ở trong này. Đấy nha anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ quay gần cho anh em xem. Đấy nha anh em nhé, thì cái lồng này có cái diện tích cũng khá là to. Đấy, cái chiều dài của nó thì nó là 60, còn chiều rộng là 40, 60-40 anh em ạ. Đấy, thì nó gồm có hai cửa để đựng cống thức ăn. Đấy, mình muốn lấy thức ăn thì mình lấy cái cống ra xong mình cho vào. Đấy, bên này nữa. Đấy, thì nó rất là tiện. Còn đây ở cửa chính thì gồm có hai cửa, một là cái cửa con này. Đấy, hai là cửa to. Đấy, cửa to này có thể mở hết cao lên hết cỡ anh em ơi. Đấy,
rất là to. Bên trong thì mình đây, bên trong thì mình cho một cái gọi là gốc cây, một cái gốc cây, một gốc thân cây đã thân cây khô. Đấy, anh em nhìn chưa, mình cho vào cho nó đẹp, cho nó gọi là nhìn nó kiểu thiên nhiên tí. Vì mình thích nuôi theo kiểu AV mà, nhưng mà nếu không có điều kiện để nuôi theo AV thì mình cố gắng làm sao có cái môi trường nhìn nó đẹp đẹp một chút để cho con bí này của mình nó không bị stress anh ạ. Đấy, em nhìn chưa, ok. Thì đây là hai thanh cầu đậu của nó, đầu tiên mình không dùng nhưng mà mình thấy tôi có cho vào thì cũng khá là hay. Đấy anh em, đây là con bí cho mọi người nhìn là cận cảnh. Con bí này thì không phải là mình nuôi từ bé lên, con bí này là mình nuôi từ bắt lại của người ta, là người ta nó đã to như thế này rồi. Đấy, nó không lấy được nét. Thì con này là con bí này còn trống. Đấy, thì mình sẽ cho nó vào trước để cho nó quen cái lãnh thổ của nó. Về cái bọn này nó có tập tục lãnh thổ nó rất là cao. Đấy, khi mà nó đã vào cái môi trường này, nó quen, nó biết đây là cái nhà của nó thì nó sẽ bảo vệ, nó sẽ quay đây là cái nhà của nó và nó sẽ bảo vệ rất là giữ. Khi có kẻ nào xâm phạm thì nó chắc chắn là nó sẽ đánh đuổi. Đấy, thì mình muốn cho con trống vào ở trước để nó biết đây là cái địa phận lãnh thổ của nó, để khi mình thả con mái của mình vào, cái con vẹt mái tên là ghi của mình vào thì nó sẽ quen, nó sẽ biết là nó sẽ không bị cái con mái nó bị áp đảo, vì con mái của mình muốn nó rất giữ. Trước mình thả con bí này vào lồng mà mình nuôi con mái thì bị con mái nó đánh rất là ác. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho bí vào trước. Ok thì đấy, cho mọi người nhìn cận cảnh cái con vẹt nắp bước của mình, nó có một cái lồng màu tím rất là đẹp, màu tím, màu hồng nhạt, ngực trắng. Đấy, mắt cũng có viền trắng rất là đẹp, nó có vẻ rất là thích thú cái nơi ở mới này đấy mọi người. Đấy, ok thì bây giờ mình sẽ cho thức ăn vào cho nó, đang tìm chỗ, đang tham quan mọi ngóc ngách. Ok thì mong đây sẽ là một ngôi nhà rất tốt cho mày. Đấy, cho mọi người nhìn cận cảnh cái con vẹt nắp bước của mình, nó có một cái lồng màu tím rất là đẹp, màu tím, màu hồng nhạt, ngực trắng. Đấy, mắt cũng có viền trắng rất là đẹp, nó có vẻ rất là thích thú cái nơi ở mới này đấy mọi người. Đấy, ok thì bây giờ mình sẽ cho thức ăn vào cho nó, đang tìm chỗ, đang tham quan một ngóc ngách. Ok thì mong đây sẽ là một ngôi nhà rất là tốt cho mày.